Người nổi tiếng TV, 24 giờ là kênh cung cấp thông tin về các nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên nổi tiếng của Việt Nam và thế giới. Hãy đăng ký kênh của chúng tôi để cập nhật tin tức nhanh nhất trong 24 giờ. 7 nữ diễn viên tóc trắng, Dương Tử, Đường Yên, Triệu Lộ Tư, Giang Khâm, The Hidden Gold với sự tham gia của Giao Lucy và Oan Anil hiện đang được phát sóng. Cốt truyện ngày càng buồn. Để cứu cô Chin, A Jin già đi chỉ sau một đêm và tính mạng của cô gặp nguy hiểm. Điều này đặc biệt đau lòng. Mối quan hệ giữa Cô Chin và A Jin từng bước từ chủ nhân, đầy tớ trở thành người yêu. Khi A Jin vẫn còn là một quả trứng quái thú ngưng tụ bằng nước, cô đã được Cô Chin chăm sóc cẩn thận và cuối cùng đã nở thành công. Bất kể trước hay sau khi biến đổi, anh ấy đều rất phụ thuộc vào Cô Chin. Hoàng đế Đông Hô Ha đã lập một khế ước chủ tớ với họ, và họ yêu nhau trong khi tìm kiếm bản chất thực sự của Feng In. Khế ước chủ tớ cũng được giải quyết một cách tình cờ. Nhưng ở kiếp này, do sự chênh lệch về địa vị giữa hai người nên mối quan hệ của họ gặp rất nhiều trở ngại. A Jin thường xuyên bị nhắm đến, bắt nạt, bạo hành cả về thể xác lẫn tinh thần. Nhưng A Jin vẫn giúp đỡ Cô Chin mà không hề hối hận bằng mọi giá. Feng Ming đã thao túng tháp ức chế linh hồn của Feng In và nói dối rằng anh ta cần 8 điểm tinh chất bất tử của Feng In hoặc 2 điểm tinh chất bất tử từ một người bất tử gần đó để tiêm vào cơ thể Feng In để cứu cơ thể của Feng In. Cô Chin chỉ có 6 điểm Feng In Immortal Yuan trong tay, vì vậy Cô Chin nghĩ đến việc đóng góp 2 điểm của riêng mình. A Jin không muốn anh ta phải chịu nỗi đau vì sốc nên đã nhờ Giang Sung và Hong Ji ngăn Cô Chin quyên góp viên nguyên bất tử, đồng thời yêu cầu Ao Ge đổi lấy 2 điểm nguyên bất tử, với cái giá phải trả là đóng góp một nửa tuổi thọ của anh ta. A Jin sinh ra đã có khuyết điểm, sau khi sinh ra thường xuyên dùng linh lực cứu người, điều này gây tổn hại lớn cho bản thân, tuổi thọ của hắn chỉ có 10 năm. Đóng góp một nửa tương đương với chỉ 5 năm. Tuy nhiên, hắn nổi tiếng 4 năm, thường xuyên chữa bệnh cho người khác, hao mòn càng trầm trọng, thân thể càng suy yếu. Vì vậy A Jin nhanh chóng ngất đi và trở nên xám xịt chỉ sau một đêm. Trên mặt A Jin không có vết thương nào, mái tóc trắng có kết cấu tốt, dáng vẻ này khiến người ta có vẻ trẻ con. A In vốn trông rất nhỏ nhắn, nhưng sau mái tóc bạc, trông cô lại càng mong manh hơn. Giao Lucy mở khóa diện mạo mới của tóc trắng chỉ sau một đêm, sắp chết, trông yếu ớt và đáng thương. Đặc biệt khi được công chúa Cô Chin ôm vào lòng, A Jin giống như một chú mèo con. Cảm giác tan nát thực sự khiến người xem qua màn ảnh thực sự cảm thấy đau xót. Dù là phim cổ tích hay phim võ thuật thì cũng có rất nhiều nam nữ diễn viên già đi chỉ sau một đêm. Hôm nay, hãy cùng điểm qua phong cách cổ điển hơn của 6 nữ diễn viên tóc bạc chỉ sau một đêm. Họ cũng có mái tóc hoa râm nhưng lại mang đến cho người nhìn những ấn tượng hoàn toàn khác nhau. Dương Tử đóng vai Yến Đan trong Trầm Hương Như Chip. Sau khi bị gài bẫy, cô tuyệt vọng nhảy vào Vương Xuyên, mặc một chiếc váy trắng mỏng và mạng che mặt màu trắng, vẫn không thể che giấu được mái tóc trắng của anh, khuôn mặt đầy sẹo, trông rất đau khổ. Cô đã lang thang bên sông Vọng Xuyên hơn 800 năm, cô không bao giờ có thể quên được Diên Doan, với nỗi buồn trong mắt. Đường Yên, vai tử huyền của Đường Yên trong Kiếm Hiệp 3 đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mọi người. Cô và Từ Trường Thanh yêu nhau 3 đời đã uống nước Vọng Xuyên và chia tay ở ngày tận thế. Ngoại hình của họ vẫn không thay đổi, nhưng tóc đen của họ lại biến thành tóc trắng, trong bông tuyết, trông có vẻ đặc biệt xinh đẹp. Lưu Thi Thi, trong Liao Giai, Liu Si Si đóng vai nữ chính Xin Si Niang, để đề cao tinh thần đạo đức và trả thù cho các chị em của mình. Cô đã phải chiến đấu sinh tử với quái vật chó rừng do anh Chu hóa thân, cô mất đi sự tu luyện. Và ngay lập tức tóc cô ấy chuyển sang màu xám, so với tính cách vô tư, hoạt bát thời kỳ đầu. Lưu Thi Thi tóc trắng có khí chất tao nhã hơn, mái tóc trắng pha trộn giữa đen và trắng, cùng với khuôn mặt hốc hác và đôi mắt đỏ hoe ẩm ướt khiến người ta cảm thấy rất xót xa. Cúc Cảnh Nghi, Su Fe Si Sung trong Ji Yu Hu Sky City là một trong những vai diễn đầu tiên của Du Jin Gi, khi đó ngoại hình của cô khiến nhiều người kinh ngạc, kỹ năng diễn xuất của cô cũng được nhiều khán giả công nhận. Tuyết Phi Song là một nữ nhân vật phụ hung ác, vì tình yêu mà làm hết chuyện xấu, bị chư nham cổ cắn đầu trắng bệch, đáng ghét. Đáng thương, khá là đáng thương. Bãi Tuyết, Bai Su đóng vai nàng tiên nhỏ Mu Rong Xian trong Little Fish and Flower, người bị kỹ thuật hấp thụ sao của Liu Gong Gong rút hết sức mạnh và biến thành một ông già tóc bạc. Ngoài mái tóc trắng, nàng tiên nhỏ còn trang điểm kiểu ông già trên khuôn mặt. Cô từ chối chấp nhận vẻ ngoài như vậy và yêu cầu Su Jin trẻ hóa ngoại hình của mình với cái giá phải trả là chỉ còn một ngày để sống. Vào ngày này, cô và Tiêu Ngọc Nhi tôn thờ lẫn nhau, cuối cùng chết trong vòng tay của Tiêu Ngọc Nhi. Tóc lại bạc trắng, khuôn mặt phủ đầy sương giá. Cảnh tượng này cũng khiến nhiều khán giả rơi nước mắt tiếc nuối.
Giang Thâm Cầm. Nói đến người tạo ra tóc trắng thì chắc chắn phải là Lian Nishan trong truyền thuyết về phù thủy tóc trắng của Jian Qingqing. Lian Nishan là một phù thủy ma giáo yêu một đệ tử ngay thẳng Duo Jihan, nhưng cuối cùng thiện và ác xung đột lẫn nhau. Khi Duo Jihan thất bại Lian Nishan, cô già đi vì tình yêu chỉ sau một đêm. Đã có nhiều phiên bản của bà phù thủy tóc trắng và sau đó cả Phạm Băng Băng và Mã Tô đều diễn xuất trong đó. Nhưng khiến tôi ấn tượng nhất chính là phiên bản của Jian Qingqing. Lớp trang điểm đằng sau mái tóc trắng rất dày, trang điểm mắt và môi đều là màu tối, phù hợp với bối cảnh sở hữu, trông rất độc đoán, đôi khi lạnh lùng và buồn, và bị tổn thương quá sâu sắc bởi tình yêu.